Quý vị đang theo dõi những thông tin toàn cảnh trong nước trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, giai đoạn 2012-2022, ba công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của SCB. Tuy nhiên, số tiền khổng lồ đã bị rút ruột ở SCB trong thời gian dài, nhưng hoạt động kiểm toán không phát hiện bất thường gì. Mới đây, đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của các công ty kiểm toán khi trong một số vụ án lớn như xảy ra ở vụ Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB vẫn bỏ lọt sai phạm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã có phiên trả lời chất vấn về vấn đề này. Những vấn đề liên quan đến việc bỏ lọt bất thường tại SCB đã được nhắc đến trong phiên chất vấn diễn ra tại hội trường Quốc hội vào sáng ngày 18 tháng 3. Theo đó, phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhắc đến những vi phạm của doanh nghiệp kiểm toán khi dẫn đến việc sai phạm liên quan đến vụ Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB đang nóng dư luận thời gian qua. Tranh luận tại phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua cho thấy các công ty thẩm định giá không những có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế mà trong các vụ án sai phạm vừa qua. Theo đại biểu, vai trò của công ty thẩm định giá cũng rất quan trọng, có trách nhiệm hoặc thậm chí là tiếp tay trong việc dìm giá hoặc nâng giá. Ông Hạ cho rằng có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng là thời gian qua gia tăng quá nóng các doanh nghiệp thẩm định giá, do đó dẫn đến việc tiếp tay và sai phạm. Tuy nhiên, sau khi xử lý sai phạm dẫn đến việc không dám làm nên gây khó khăn trong hoạt động của nền kinh tế. Do đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ đến đâu trong vấn đề này, đồng thời cho biết giải pháp khắc phục được những hạn chế trên trong thời gian tới. Trả lời tranh luận, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết cả nước chỉ có mấy trăm công ty về thẩm định giá. Hơn nữa, Bộ Tài chính cũng quản lý rất chặt chẽ quy trình thi chứng chỉ đối với thẩm định viên. Những sai phạm trong thời gian qua chủ yếu do thẩm định viên cố tình làm sai. Bộ trưởng dẫn chứng vụ ngân hàng SCB, các công ty kiểm toán hàng đầu của thế giới vào kiểm toán SCB nhưng đều vi phạm. Bộ trưởng Phước khẳng định, rõ ràng sai phạm là do kiểm toán viên, thẩm định viên chứ không phải do công tác quản lý. Đồng thời cho rằng phải thừa nhận thực tế một số văn bản pháp luật vẫn còn lỗ hổng để cán bộ thẩm định giá lợi dụng. Nhắc lại giá đất áp dụng theo phương pháp thặng dư, Bộ trưởng cho rằng nếu điều tra thì việc thẩm định giá đều sai bởi tài sản hình thành trong tương lai phải trải qua nhiều bước như lập, phê duyệt thiết kế, lập dự toán, nhưng đến khi cơ quan kiểm toán kiểm tra thì đều chưa đúng quy định. Do vậy, nguyên nhân một phần do quy định của pháp luật nhưng cũng có một phần nguyên nhân từ cán bộ cố tình làm sai, nếu làm sai thì cần xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự. Tương tự, đại biểu Phạm Văn Hòa thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đặt vấn đề không ít doanh nghiệp kiểm toán bỏ qua sai sót đối tượng kiểm toán vì lợi ích riêng của kiểm toán viên, từ đó dẫn tới thất thoát cho nhà nước, bao che tiêu cực. Do vậy, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ giải pháp gì để phòng ngừa, răn đe tiêu cực trong kiểm toán tư nhân. Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, thời gian qua có một số vấn đề về kiểm toán độc lập có sai phạm trong một số vụ án hình sự. Theo Bộ trưởng, điều này liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm năng lực của cán bộ kiểm toán ở các công ty kiểm toán, tinh thần trách nhiệm của những cán bộ làm công tác kiểm toán trực tiếp, không loại trừ trường hợp cấu kết cố tình vi phạm pháp luật để làm sai. Về công tác kiểm toán, theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính đã thực hiện các chỉ đạo của Đảng, siết chặt từ khâu đào tạo, thi cấp chứng nhận kiểm toán viên, đặt ra các điều kiện theo đúng quy định của pháp luật, được tổ chức thi, đào tạo một cách nghiêm túc. Trước đó, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan diễn ra, thu hút sự chú ý bởi số tiền bị rút ruột khỏi SCB lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, đã đặt dấu hỏi về vai trò và trách nhiệm của các công ty kiểm toán trong việc thực hiện công việc tại SCB. Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, trong số 1.284 khoản vay của nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn dư nợ đến thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 10 năm 2022 là 677.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo bà Lan bị chiếm đoạt là 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng lãi. Cơ quan điều tra xác định, giai đoạn 2012-2022, ba công ty kiểm toán hàng đầu là Ernst & Young Việt Nam, Deloitte Việt Nam, KPMG Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của SCB. Trong đó, giai đoạn 2012-2016 là Ernst & Young Việt Nam kiểm toán cho SCB. Giai đoạn 2017-2019 là Deloitte Việt Nam. Từ năm 2020 đến 2022 là KPMG Việt Nam. Tuy nhiên, những đơn vị kiểm toán này không phát hiện ra dấu hiệu bất thường tại ngân hàng này. Ví dụ trong các báo cáo kiểm toán năm 2020 và soát xét 6 tháng đầu năm 2022, KPMG chỉ nhấn mạnh việc SCB đang thực hiện đề án cơ cấu lại ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu. Kiểm toán viên của KPMG cho rằng báo cáo tài chính của SCB đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của ngân hàng. Với báo cáo tài chính năm 2021, kiểm toán viên của KPMG chỉ nhấn mạnh, lưu ý người đọc các thuyết minh liên quan phân loại nợ, dự phòng và khoản lãi dự thu và phát thuộc đề án cơ cấu lại ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020. Thậm chí báo cáo tài chính những năm gần đây luôn cho thấy SCB báo lãi đều đặn.
giai đoạn 2012 đến 2019, lợi nhuận SCB có chững lại nhưng sau đó tiếp tục tăng tốc. Điển hình năm 2020, lợi nhuận SCB bất ngờ tăng gấp 3 lần năm 2019, đạt 696 tỷ đồng, còn năm 2021, lãi đột biến hơn 1.400 tỷ đồng. Trước khi vụ án bị khởi tố, SCB lãi sau thuế lên tới 718 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022. Về tài sản, tỷ lệ nợ phải trả, tổng tài sản của SCB luôn duy trì tỷ lệ cao trên 90% từ hàng chục năm nay. Thậm chí năm 2019 và 2020, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản vượt 97%. Báo cáo ghi nhận tổng tài sản SCB tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 đạt 761.178 tỷ đồng, còn tổng nợ phải trả là 738.054 tỷ đồng. Trong tổng nợ phải trả, dư tiền gửi khách hàng đạt 594.630 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm. Thưa quý vị, trong phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát những ngày qua, Hội đồng xét xử đại diện Viện Kiểm sát và luật sư đã xét hỏi xong đối với các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tất cả bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. 86 bị cáo và những người liên quan đã có nhiều lời khai hé lộ những diễn biến quan trọng của vụ án. Mời quý vị cùng theo dõi những diễn biến đáng chú ý được hé lộ qua lời khai tại phiên tòa trong nội dung ngay sau đây. Qua 7 ngày xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, vai trò của bà Trương Mỹ Lan với thủ tục rút ruột ngân hàng SCB được phơi bày qua cáo trạng và lời khai từ các bị cáo. Trước tòa, 79 trên 86 bị cáo, 5 người đang bỏ trốn, thừa nhận cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát là đúng pháp luật. Nhiều bị cáo đã trần tình về vi phạm bắt nguồn từ niềm tin tuyệt đối vào bà Trương Mỹ Lan, dẫn đến chuỗi hành vi phạm tội liên tiếp. Theo cáo trạng, năm 2011, khi chính phủ chủ trương sáp nhập, tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém là SCB, Việt Nam Tín Nghĩa và Địa Nhất, những ngân hàng mất thanh khoản do quản trị thiếu hiệu quả đã tự nguyện hợp nhất. Lúc này, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã là bà chủ đứng sau hai ngân hàng SCB cũ và Việt Nam Tín Nghĩa, quyết định thu gom hết cổ phần của ngân hàng Địa Nhất. Ngày 1 tháng 1 năm 2012, SCB trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất, chỉ đứng sau 4 ngân hàng có vốn nhà nước là Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank. Sau sáp nhập, bà Lan chủ trương sử dụng thân tín và thuê người đứng tên để thu gom 86% cổ phần SCB. Đến năm 2018, tỷ lệ trên nâng lên 91%, đồng nghĩa việc Chủ tịch
Xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Dự kiến đại diện Viện Kiểm sát sẽ luận tội đối với các bị cáo vào ngày 19 tháng 3 tới đây. Tại một số phiên xét xử trước đó, nhiều lần bà Trương Mỹ Lan khai được một số người có trách nhiệm ở Ngân hàng Nhà nước vận động tham gia hợp nhất 3 ngân hàng thành Ngân hàng SCB. Bà Lan cho biết dù bà đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn đồng ý vì nghĩ mình chỉ cho mượn tài sản và kêu gọi nhà đầu tư. Tại tòa, đại diện Ngân hàng Nhà nước nói gì về lời khai này? Lý do Ngân hàng Nhà nước mời bà Trương Mỹ Lan và SCB họp. Trước đó, đại diện ủy quyền của Ngân hàng SCB từ chối nhiều câu hỏi của luật sư bào chữa cho bà Lan với những nội dung liên quan đến kết quả thẩm định giá của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Quân và thông tin về 5 pháp nhân nước ngoài góp vốn cũng như việc xác định thiệt hại cao hơn kết quả điều tra. Theo đại diện của Ngân hàng SCB, quan điểm của ngân hàng là phải thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước. Trong khi đó, đại diện công ty Hoàng Quân cho biết thực hiện thẩm định giá theo hợp đồng đã ký vào ngày 3 tháng 1 năm 2023 với Ngân hàng SCB nhằm đánh giá thực trạng tài chính của ngân hàng này. Hoàng Quân thực hiện định giá tài sản của SCB vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Về lý do không định giá được 440 trên 1.166 mã tài sản đảm bảo, khoản vay thuộc trách nhiệm của bà Lan, đại diện công ty Hoàng Quân cho rằng các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản này không đủ hồ sơ, pháp lý tài sản, một số tài sản không thuộc phạm vi định giá lại. Đối với đại diện Ngân hàng Nhà nước, luật sư hỏi khi chủ trương hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém thì thực trạng tài chính của 3 ngân hàng này như thế nào? Đại diện Ngân hàng Nhà nước trả lời cả 3 ngân hàng đều yếu kém, cần thiết tái cơ cấu. Trong đề án tái cơ cấu, hợp nhất 3 ngân hàng thì Ngân hàng Nhà nước có biết đến sự hiện diện của bà Trương Mỹ Lan không? Luật sư hỏi thì đại diện Ngân hàng Nhà nước trả lời rằng Ngân hàng Nhà nước không có thông tin về việc vận động bà Lan sở hữu 65% mà chỉ nhận diện được nhóm cổ đông có 65% và bà Lan là người đại diện. Nếu không nắm thông tin về bà Lan, vì sao Ngân hàng Nhà nước mời bà tham gia cuộc họp do Ngân hàng Nhà nước tổ chức? Luật sư tiếp tục hỏi. Về việc này, đại diện Ngân hàng Nhà nước giải thích là có mời bà Lan và Ngân hàng SCB họp trong tháng 7 năm 2021 và đầu năm 2022 trên cơ sở tâm thư bà Lan gửi Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Còn về nội dung tâm thư, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ rà soát và cung cấp nếu cần thiết. Cũng tại phiên tòa ngày 15 tháng 3, khi làm việc với những đơn vị cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, tòa án cũng thông báo công ty Thành Hiếu thuộc tập đoàn Phương Trang là chủ đầu tư của 3 dự án. Vì thiếu nợ bà Lan 450 tỷ đồng nên Phương Trang đã chuyển nhượng công ty Thành Hiếu cho bà Lan với giá 3.450 tỷ đồng.
598.000 tỷ đồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã thiết lập, xây dựng một đế chế Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 công ty ma trong và ngoài nước, thâu tóm SCB bằng cách nhờ các cá nhân, pháp nhân đứng 91,5% cổ phần, từ đó sử dụng SCB như một công cụ tài chính rút tiền của ngân hàng này phục vụ cho mục đích cá nhân và các công ty của bà Trương Mỹ Lan. Cụ thể, theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã thực hiện nhiều thủ đoạn tham ô của SCB hơn 304.000 tỷ đồng tiền gốc, lãi phát sinh là hơn 129.000 tỷ đồng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại thêm cho SCB hơn 64.000 tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo cấp dưới tại SCB đưa hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước. Khai tại tòa, khi được chủ tọa hỏi về hành vi sai phạm của bị cáo Lan có giống như cáo trạng công bố không, thì bị cáo Lan trình bày cáo trạng không đúng, nhưng bị cáo tôn trọng cáo trạng. Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng cáo trạng cáo buộc bị cáo nắm giữ 91,5% cổ phần của SCB là sai. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai bản thân chỉ nắm giữ 4,9% cổ phần, hai con gái 10%, bạn bè ở nước ngoài 30%, bạn bè ở Việt Nam hơn 35% và khẳng định chưa bao giờ bị cáo xác nhận với cơ quan điều tra rằng bị cáo có 91,5% cổ phần SCB. Trước lời khai của Trương Mỹ Lan, chủ tọa phản bác khẳng định bị cáo Lan là người rất kỹ. Dưới mỗi bản cung, bị cáo đều viết đã đọc kỹ và ký tên, có luật sư tham gia, không ai hiểu nhầm ý của bị cáo. Thì bà Trương Mỹ Lan trả lời rằng những lời khai nào bị cáo ký, có luật sư tham gia là đúng. Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc, lý giải về việc phải tham gia tái cơ cấu ngân hàng SCB do một số người có trách nhiệm của ngân hàng nhà nước động viên tham gia, cứu thị trường. Nhưng khi không hiểu gì về ngân hàng cũng phải tham gia tái cơ cấu SCB. Rồi hôm nay, bị cáo phải rơi vào cảnh đứng trước tòa. Lần bật khóc tiếp theo là khi bà Trương Mỹ Lan trình bày về lời khai của các bị cáo, nói về mình. Bà Lan khai, bà không đủ trình độ để điều hành, chi phối toàn bộ SCB. Nhiều bị cáo đã khai là không đúng. Bà cũng không biết lúc đó SCB yếu kém. Bị cáo khẳng định lại ba nội dung. Thứ nhất, ngay từ đầu bị cáo được giao nhiệm vụ giúp ba ngân hàng hợp nhất bằng cách nhờ bạn bè mua cổ phần, đưa tài sản vào SCB vì lúc đó tài sản tại SCB đều là nợ xấu. Thứ hai, sau khi hợp nhất thì toàn bộ hoạt động của SCB là do ngân hàng nhà nước điều hành theo quy định của pháp luật. Thứ ba, những bị cáo khác như Lê Khánh Hiền, Tổng Giám đốc SCB, Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, khai là thân tín của bị cáo. Nhưng không có người nào thân tín cả. Mỗi năm bị cáo chỉ gặp mặt họ 1 đến 2 lần, ai cũng làm 1 đến 2 năm rồi nghỉ. Nếu đã là thân tín thì phải làm và gắn bó với bị cáo trong thời gian dài. Một tổng giám đốc SCB lại không dám nói sự thật. Cuối cùng, bà bật khóc. Lần thứ 3 bà Trương Mỹ Lan bật khóc là khi nói về gia tộc. Theo bà Lan thì cơ nghiệp Vạn Thịnh Phát được gây dựng bởi một tay mẹ bà, khởi nghiệp từ một người kinh doanh mỹ phẩm tại chợ Bến Thành. Mẹ bà Lan và gia đình đã dần gây dựng nên sự nghiệp lẫy lừng của gia tộc, gây dựng nên một đế chế Vạn Thịnh Phát như ngày hôm nay. Sau đó bị cáo Trương Mỹ Lan lại bật khóc, lý giải về việc mình huy động người thân mang cả gia sản nhà mình để tham gia tái cơ cấu SCB, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh phải đứng trước tòa. Trong những ngày xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, vẫn còn thêm những giọt nước mắt của các bị cáo khác cũng đã rơi xuống khi đứng trước vành móng ngựa. Không chỉ đối diện với tòa án công lý mà còn đối diện với bản án lương tâm của chính mình, là những giọt nước mắt muộn màng về hành vi sai trái. Trước lời khai của bà Trương Mỹ Lan khẳng định các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của ngân hàng SCB tự tạo lập các khoản vay, cựu phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung bật khóc nói, bị cáo quá tin người. Nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB Trần Thị Mỹ Dung khẳng định không tham gia vào việc thành lập các công ty ma, mỗi khi bà Lan cần tiền thì sẽ gặp Trần Thị Mỹ Dung. Sau đó Trần Thị Mỹ Dung liên lạc với Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula để nhận các thông tin vay. Bị cáo làm việc với chị Lan từ rất lâu, luôn tin tưởng và trung thành. Sáng nay chị Lan khai như vậy, bị cáo không biết nói gì, chỉ biết nói bị cáo quá tin người. Không chỉ riêng bị cáo, các anh chị em khác đều đặt niềm tin vào chị Lan. Anh Võ Tấn Hoàng Văn từng nói với bị cáo, anh em mình không tài giỏi thì tin tưởng vào người chủ chốt mà làm. Bị cáo Dung bật khóc nói. Một bị cáo nữa cũng rơi nước mắt khi đứng trước vành móng ngựa là Trương Huệ Vân, cháu gái ruột của bà Trương Mỹ Lan, cựu tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Khai với hội đồng xét xử, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết bản thân sống và lớn lên với bà Trương Mỹ Lan và thường gọi bà là mẹ.
Theo đó, bị cáo Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan nuôi ăn học và cho làm việc tại tập đoàn. Bị cáo Trương Huệ Vân cũng khai nhận bản thân biết bà Trương Mỹ Lan là cổ đông lớn nhất của SCB và thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo. Bên cạnh đó, bản thân bị cáo Trương Huệ Vân không ăn chia và có quan hệ tài sản với bà Trương Mỹ Lan. Khi được hỏi ý kiến, trình bày gì thêm hay không, thì bị cáo Trương Huệ Vân hỏi đây có phải là lời nói sau cùng hay không, và bật khóc cho biết bà Trương Mỹ Lan đã dạy mình cách làm người. Theo hồ sơ vụ án, tính từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan lập khống trên 2.500 khoản vay để rút hơn 1 triệu tỷ đồng của SCB, chiếm 93% dư nợ gốc của ngân hàng này. Đến nay, các khoản vay đều không có khả năng thu hồi. Trong khi đó, kết luận định giá tài sản đảm bảo cho thấy chỉ 96 trên 203 tài sản đảm bảo cho các khoản vay có đủ giá trị pháp lý. Một trong những nguyên nhân sai phạm hơn 10 năm tại SCB không bị phát hiện đã được cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đã xây dựng nên một hệ sinh thái đồng phạm hết sức bài bản, quy mô với hàng ngàn cá nhân cấu kết chặt chẽ. Hệ sinh thái này được ví như mô hình kim tự tháp, trong đó những cấp dưới của bị cáo Trương Mỹ Lan lần lượt là người thân, chồng, cháu gái. Sự thân tín giảm dần theo mức độ đến đáy của mô hình. Khi tham gia vào mô hình kim tự tháp, các cá nhân được bị cáo Trương Mỹ Lan trả lương, thưởng, tặng tiền, cổ phần SCB tùy theo cấp bậc. Quan trọng nhất và được hưởng lợi nhiều nhất phải kể đến bộ sậu bị cáo Lan tuyển chọn và đưa vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SCB như trong hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát, tương ứng với mỗi vị trí là mức lương từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm các phúc lợi khác. Dựa trên mô hình kim tự tháp, mỗi cá nhân thể hiện sự chủ động làm việc theo những mật hiệu do nữ tỷ phú này quy ước. Điển hình, dù không nhận chỉ đạo trực tiếp đến từ bị cáo Trương Mỹ Lan, nhưng khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng, bị cáo Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SCB từ tháng 12 năm 2020, biết rất rõ khoản vay nào là của bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bởi với mỗi hồ sơ này, Bùi Anh Dũng chỉ ký hợp thức mà không cần thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm phương án vay vốn và được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu Core Banking của SCB bằng trường dữ liệu được ký hiệu HSTT. Như vậy, đối với hồ sơ HSTT, SCB sẽ bỏ qua quy trình vay thông thường theo quy định. Quá trình làm việc tại ngân hàng, ngoài lương thưởng, Bùi Anh Dũng còn được bị cáo Lan cho 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng. Ngoài ra, để tránh sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, năm 2020, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, ký quyết định thành lập 3 đơn vị cho vay chỉ để phục vụ các khoản vay của bị cáo Lan. Cựu Tổng Giám đốc SCB biết rõ điểm chung hồ sơ vay của bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên chỉ ký khống thủ tục. HSTT cũng là 4 ký tự mà bị cáo Tạ Chiêu Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB nắm chắc. Dù không nhận chỉ đạo trực tiếp, nhưng Tạ Chiêu Trung biết rõ bị cáo Lan mới là chủ nhân thực sự của SCB, biết rõ SCB có nhóm khách hàng vay vốn được ký hiệu HSTT. Từ những ngầm hiểu hoặc được chỉ đạo trực tiếp, 45 cựu lãnh đạo các cấp của SCB đã giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội của bị cáo Lan. Những con số mà cơ quan chức năng nêu trong hồ sơ vụ án còn thể hiện đây là vụ án có số bị hại lớn nhất 42.000 người, số tiền tham ô lớn nhất 304.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB cùng các tổ chức có liên quan. Tiếp tục với phần tranh tụng của các luật sư, trong đó vẫn tập trung làm rõ các hồ sơ vay, thẩm định nâng giá tài sản đảm bảo, dòng tiền về các công ty ma trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát và việc chỉ đạo giải quỹ nhằm cắt dòng tiền để phục vụ mục đích của bà Trương Mỹ Lan khi cần lấy tiền mặt về sử dụng. Trả lời xét hỏi của luật sư, bị cáo Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát thừa nhận bà Trương Mỹ Lan là người chỉ đạo bị cáo này tham gia hỗ trợ việc giải quỹ cùng với Nguyễn Phương Anh. Giải quỹ là làm các thủ tục để thanh toán theo yêu cầu của chủ sở hữu, sử dụng dòng tiền mà ngân hàng đã giải ngân. Bị cáo Phương cho rằng bà Lan không đi sâu vào chi tiết mà chỉ yêu cầu chung là hỗ trợ giải quỹ. Sau khi tiền giải quỹ ra, thông qua các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần có quay lại hay không và sau đó đi đâu thì bị cáo Phương không rõ. Còn theo bị cáo Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula,
thực hiện các phương án giải quỹ là thực hiện theo nếp cũ đã làm và tiếp tục làm. Tại tòa, Nguyễn Phương Anh khai là người nhận chỉ đạo trực tiếp từ Hồ Bửu Phương, còn bà Trương Mỹ Lan chỉ vài lần đầu chỉ đạo bị cáo kết hợp với Bửu Phương tham gia việc giải quỹ, nếu không có Phương thì không thể giải quỹ. Vậy những khi Hồ Bửu Phương nghỉ phép hoặc vắng mặt tại công ty thì việc thực hiện giải quỹ thế nào? Luật sư hỏi, phải có anh Bửu Phương thì mới quyết định được việc giải quỹ, Phương Anh trả lời. Trong bản khai, bị cáo Phương Anh từng viết một ngày số tiền giải quỹ là vài trăm, thậm chí trên cả ngàn tỷ đồng, theo nhu cầu sử dụng tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan có đúng không? Khi luật sư hỏi câu này thì bị cáo trả lời là đúng như vậy. Theo trình bày của bị cáo này, nếu Hồ Bửu Phương nghỉ phép hoặc bận công tác không quyết định thì việc giải quỹ để cắt và lấy dòng tiền ra theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan, Nguyễn Phương Anh sẽ kết hợp với Phan Chí Luân sử dụng hợp đồng tín dụng để rút tiền ra trước, sau đó cung cấp danh sách công ty, cá nhân hứa mua bán, chuyển nhượng cổ phần để hợp thức hóa việc giải quỹ sau. Theo hồ sơ, Nguyễn Phương Anh làm việc tại Vạn Thịnh Phát từ năm 2009 đến năm 2018. Phương Anh được bà Lan giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các nhân viên trong công ty Sài Gòn Peninsula trong việc tìm người đứng tên đại diện pháp luật các công ty ma, đứng tên cổ phần, đứng tên vay vốn, ký chứng từ rút nộp tiền để tạo dựng hồ sơ vay vốn khống, rút tiền giải ngân tại ngân hàng SCB. Cuối năm 2019, Phương Anh được bà Lan bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc công ty cổ phần Sài Gòn Peninsula và là đầu mối phối hợp cùng các lãnh đạo chủ chốt trong ngân hàng SCB để tạo lập hồ sơ vay khống. Ngoài ra, Phương Anh còn được bà Lan giao theo dõi toàn bộ việc thu, chi tiền giải ngân từ SCB và các nguồn tiền khác, phối hợp với Hồ Bửu Phương, Hà Thục Kim, Đặng Phương Hoài Tâm và Phan Chí Luân để giải quỹ các khoản vay đã được ngân hàng SCB giải ngân vào tài khoản công ty thụ hưởng cuối cùng. Bị cáo Phương Anh khai nguồn tiền trả cho chi phí thẩm định giá, những người đứng tên đều lấy từ các khoản giải ngân. Mỗi năm, bị cáo được cấp kinh phí hoạt động là 100 tỷ đồng. Số tiền này dùng để trả lương cho các cá nhân đứng tên công ty mà. Cáo trạng xác định, để hợp thức hóa việc rút tiền đã được ngân hàng SCB giải ngân theo phương án khống, cắt đứt che giấu dòng tiền, tránh sự phát hiện xử lý của các cơ quan chức năng, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Nguyễn Phương Anh, Hồ Bửu Phương, Đặng Phương Hoài Trâm, Phan Chí Luân lập phương án thực hiện việc giải quỹ bằng việc lập các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống, từ đó có thể sử dụng tiền mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý, né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung là cán bộ của SCB cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần để ngân hàng ký chứng từ rút nộp tiền. Chiều ngày 13 tháng 3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm trong vụ án sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB đã bước vào ngày làm việc thứ 7. Các luật sư tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các cựu cán bộ ngân hàng SCB về thủ đoạn cho vay và đảo nợ tại ngân hàng này. Qua đó, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định hàng chục tỷ đồng đã cho thì không nhớ đến nữa. Được hỏi về lý do tại sao lại chọn ông Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, bà Trương Mỹ Lan khẳng định việc này không phải bà chọn. Về việc thưởng cho ông Bùi Anh Dũng 40 tỷ đồng vào các năm 2020 và 2021, bà Lan nói không nhớ. Tôi không nhớ, tôi chỉ biết anh Dũng làm Chủ tịch, vợ anh làm ở SCB, con cũng làm ở SCB. Anh Thành mới nhờ tôi nói là vợ con làm chung vậy kỳ lắm. Tôi nói với anh Dũng là cho vợ nghỉ đi, chị cho ít tiền yên ổn đời sống. Bởi tôi đâu có nhờ anh Dũng gì đâu. Tôi không nhớ 20 tỷ hay 40 tỷ, bà Lan khai. Tương tự, luật sư hỏi bà Lan về quan hệ giữa bà và bị cáo Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, thì bà Lan cho rằng không có quan hệ gì. Được hỏi bị cáo có thưởng cho Hoàng không, bà Lan nói, cái gì tôi cho rồi thì tôi không nhắc, không nhớ tới nữa. Việc bị cáo xác định có cho và cho tổng thể nhân viên, bị cáo xác định cho tiền thì không có liên quan đến hội đồng quản trị hay tổng giám đốc phải xét duyệt số cổ phần cho nhân viên SCB không? Luật sư hỏi. Bà Lan nói không biết ai thực hiện xét duyệt cổ phần cho nhân viên của SCB. Tôi chỉ cho thôi, toàn bộ là tiền của tôi không lấy tiền của bất cứ ai để đem cho, bà Lan nói. Luật sư hỏi, lấy gì để chứng minh tiền bị cáo cho bộ phận nhân viên SCB? Thì bà Lan trả lời, tôi không cần chứng minh vì nó vốn rất nhỏ với tôi. Trả lời luật sư bào chữa cho mình, bà Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB cho biết, khoản vay đã cơ cấu là khoản vay đã tới thời hạn trả, nhưng không trả thì được cơ cấu khoảng thời gian dài hơn, gồm cơ cấu cả gốc và lãi hoặc cơ cấu gốc trả lãi. Thực tế hầu như tại SCB là khoản vay ngắn hạn, khi tới hạn chỉ có hai phương án là trả vào hoặc cơ cấu. Trả vào là có khoản vay mới để đáo hạn khoản vay cũ, khoản vay mới thì dòng tiền không đi ra ngoài mà để trả cho khoản vay cũ.
Khi được hỏi về 617 hồ sơ vay vốn từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 8 năm 2022, có bao nhiêu khoản vay không có giải ngân mà chỉ tất toán nợ cũ, tạo nợ mới, bà Dung nói không nhớ được vì số lượng nhiều, thời gian lâu, cũng không thống kê khoản nào rút ra, khoản nào đi tiền mặt nên không có số liệu chính xác về giải ngân bao nhiêu và nợ bao nhiêu. Có nhiều khoản vay vào thời trước khi bà Dung bị bắt là thời điểm đến hạn rút tiền khoản vay tại SCB, hầu hết là vay để thanh toán khoản vay cũ. Bị cáo nghĩ mình làm sai, mình nhận, không né tránh. Nhưng số liệu quá lớn, lên đến hơn 200 tỷ, số giải ngân không chỉ trả cái cũ. Bị cáo nghĩ hành vi chỉ là che giấu, chứ số tiền thất thoát thì đã có từ trước rồi, nên bị cáo mong tòa xem xét phần số liệu thất thoát cho rằng bị cáo gây nên. Bà Dung trần tình. Bà Dung cũng thừa nhận đối với khoản vay 1.500 tỷ đồng của công ty Tường Việt là bà đã làm sai quy trình tín dụng. Thời điểm thực hiện, tài sản đảm bảo là khoảng 39 triệu cổ phần của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn. Công ty này có dự án lớn bên quận 2. Bị cáo đánh giá cao cổ phần đó. Sau này, khối tài sản đảm bảo được rút ra và đổi bằng tài sản khác. Bà Dung xin hội đồng xét xử xem xét lại thiệt hại. Dự án được thế chấp tại SCB tương đương 35% cổ phần. Dự án được thế chấp tại SCB tương đương 35% cổ phần, tức khoảng 35.000 tỷ, nên tài sản đó đảm bảo cho nhiều khoản vay tại SCB. Sáng ngày 13 tháng 3, các luật sư tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị hội đồng xét xử xem lại cáo buộc việc thành lập 1.000 công ty ma, vì các công ty này đều có tài khoản, có số dư và không liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Tại phần xét hỏi của các luật sư vào chiều ngày 12 tháng 3, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã cảm ơn các cơ quan tiến hành tố tụng tạo điều kiện cho bà trong suốt thời gian qua và bản thân bà tôn trọng các lời khai của các bị cáo khác, cáo trạng cũng như kết luận điều tra. Tuy nhiên, bà Lan phủ nhận cáo buộc chiếm đoạt tiền của SCB. Bà lý giải, tập đoàn Vạn Thịnh Phát được thành lập từ tài sản của gia đình bà. Lúc hợp nhất SCB trong bối cảnh ba ngân hàng là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB cũ đang bị rút tiền và nhà nước vận động nhiều doanh nghiệp nhưng không ai dám vào. Bản thân bà cũng từ chối rất nhiều lần và Ngân hàng Nhà nước đề nghị bà cố gắng mua được 65% cổ phần để ổn định ngân hàng, kêu gọi đối tác, ưu tiên các đối tác nước ngoài, cho mượn tài sản để đầu tư vào SCB. Do thấy trách nhiệm của mình cũng chỉ là cho mượn tài sản, tìm kiếm đối tác nên bà Lan đã đồng ý và cho mượn khách sạn Windsor trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Bị cáo khi đó nghĩ cố vấn chỉ là ở vòng ngoài thực hiện 3 việc nêu trên nên đồng ý. Bị cáo phải vay mượn dùng hết toàn bộ tài sản của gia đình để thực hiện tái cơ cấu. Tài sản bị cáo không đủ và bị cáo phải nhờ sự trợ giúp của bạn bè, bà Lan trình bày. Cũng như các phiên tòa trước đó, bà Lan cho rằng bà mạo hiểm tham gia vì tin với bất động sản của bản thân có thể giúp ngân hàng SCB thực hiện tái cơ cấu thành công và hiểu rõ nếu tái cơ cấu không thành công thì bà sẽ mất hết. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mong hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc thâu tóm SCB vì nếu muốn thâu tóm ngân hàng này thì bà phải đưa toàn bộ người nhà vào quản lý. Nhưng bà chỉ thực hiện đúng vai trò nhiệm vụ của mình khi hứa tham gia tái cơ cấu. Đồng thời, các cổ phần không phải của riêng bà mà còn là của bạn bè và những tài sản mà bà đưa vào, rút ra chỉ nhằm tái cơ cấu SCB. Cũng tại phiên tòa chiều ngày 12 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan cũng đề nghị xem xét lại cáo buộc việc thành lập 1.000 công ty ma vì các công ty này đều có tài khoản, có số dư và không liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trong đó, tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Nhóm các công ty được gọi là công ty ma này được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác thi công. Trả lời luật sư Phan Trung Hoài về 1.000 công ty ma, bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét kỹ cho bị cáo. Bà nói trong giai đoạn điều tra, bà có hỏi công ty ma là gì thì được giải thích là công ty không hoạt động. Tôi hỏi công ty ma là gì vì các công ty đều có tài sản đảm bảo và hoạt động, bà Lan lý giải. Qua đó, bà Lan kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại về số tiền quy buộc là chiếm đoạt, gây thiệt hại, xem xét thật kỹ các tội danh đã quy buộc đối với bà, các cơ quan tiến hành tố tụng có phương án hỗ trợ để bà khắc phục hậu quả.
bị cáo vẫn giữ nguyên các cam kết khắc phục hậu quả và đề nghị chuyển 1.000 tỷ đồng của ông Nguyễn Cao Chí cho SCB để khắc phục. Bị cáo đồng ý ủy quyền toàn bộ, không hủy ngang các số cổ phần của bị cáo, gia đình, bạn bè cho Ngân hàng Nhà nước để tiện quản lý SCB. Các tài sản phải định giá đúng giá thị trường. Qua 7 ngày xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, vai trò của bà Trương Mỹ Lan với thủ tục rút ruột ngân hàng SCB được phơi bày qua cáo trạng và lời khai từ các bị cáo. Trước tòa, 79 trên 86 bị cáo, 5 người đang bỏ trốn, thừa nhận cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát là đúng pháp luật. Nhiều bị cáo đã trần tình về vi phạm bắt nguồn từ niềm tin tuyệt đối vào bà Trương Mỹ Lan, dẫn đến chuỗi hành vi phạm tội liên tiếp. Theo cáo trạng, năm 2011, khi chính phủ chủ trương sáp nhập, tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém là SCB, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất, những ngân hàng mất thanh khoản do quản trị thiếu hiệu quả đã tự nguyện hợp nhất. Lúc này, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã là bà chủ đứng sau hai ngân hàng SCB cũ và Việt Nam Tín Nghĩa, quyết định thu gom hết cổ phần của ngân hàng Đệ Nhất. Ngày 1 tháng 1 năm 2012, SCB trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất, chỉ đứng sau 4 ngân hàng có vốn nhà nước là Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank. Sau sáp nhập, bà Lan chủ trương sử dụng thân tín và thuê người đứng tên để thu gom 86% cổ phần SCB. Đến năm 2018, tỷ lệ trên nâng lên 91%, đồng nghĩa việc Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chi phối mọi hoạt động của ngân hàng này. Bằng thủ đoạn lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân, bà Lan đã vay tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng của SCB, gấp 100 lần vốn điều lệ của ngân hàng khi mới sáp nhập là 10.584 tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ khi ngân hàng hợp nhất vào năm 2012 đến lúc vụ án bị khởi tố vào tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo giải ngân 2.527 khoản vay ở SCB, bình quân mỗi hồ sơ có dư nợ hơn 422 tỷ đồng. Trong hơn 10 năm đó, SCB luôn thuộc nhóm ngân hàng chào mời lãi suất tiết kiệm cao nhất Việt Nam. Do đó, tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi tại ngân hàng này thường tương đương hoặc cao hơn mức bình quân của toàn ngành ngân hàng, thu hút được nhiều người gửi tiền. Nhưng SCB đã dành hơn 93% tổng ngân sách cho vay chỉ để phục vụ yêu cầu của bà Trương Mỹ Lan. Cáo trạng nêu, mỗi khi đến hạn trả nợ, bà Lan lại tiếp tục tạo lập những khoản vay mới để tất toán nợ cũ, song song với việc phục vụ các nhu cầu khác. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, nhóm khách hàng liên quan đến bà Lan có 1.284 khoản vay với dư nợ gốc là 483.971 tỷ đồng, tương đương gần 377 tỷ mỗi hồ sơ tín dụng. Hơn 85% trong số này là các khoản vay được lập sau năm 2018. Toàn bộ hồ sơ của nhóm Vạn Thịnh Phát tại SCB trên giấy tờ đều tuân thủ nguyên tắc giá trị tài sản đảm bảo lớn hơn số tiền cho vay, nhưng kết quả thẩm định sau cùng trong quá trình điều tra kết luận chỉ có 520 trong số 1.166 mã tài sản đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản vay liên quan đến nhóm Vạn Thịnh Phát. Tổng giá trị hơn 179.000 tỷ đồng, tương đương 37% dư nợ gốc đã được giải ngân cho bà Lan tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Phần chênh lệch còn lại với dư nợ gốc là 304.000 tỷ đồng được Viện Kiểm sát xác định là số tiền bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB. Phần nợ gốc này còn phát sinh hơn 193.000 tỷ đồng tiền lãi, được cáo trạng xem là thiệt hại bà Lan gây ra cho SCB vì không thể thu hồi sau khi vụ án được khởi tố. Tại tòa, các bị cáo đều mong muốn được khắc phục hậu quả. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước xử lý số cổ phần của mình ở SCB và đưa 13 tài sản khác ngoài danh mục tài sản đã kê biên phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án. Đồng thời, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng có nguyện vọng chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Chí hoàn trả cho mình. Số tiền đã được xác định do bị cáo Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt của bà Lan để đưa vào ngân hàng SCB nhằm khắc phục thiệt hại. Sáng ngày 14 tháng 3, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Mở đầu phần xét hỏi, nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo Hưng từ chối trả lời nhiều câu hỏi, cho rằng mình đã trình bày trong những ngày xét xử trước đó. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hưng cho rằng, trong hai lần thanh tra, đoàn thanh tra đều báo cáo kết quả thanh tra và bị cáo Hưng cũng nhận được báo cáo đó. Riêng về tính trung thực của kết quả báo cáo, bị cáo Hưng cho biết điều này phụ thuộc vào đoàn thanh tra và trưởng đoàn ký kết quả báo cáo với tư cách đại diện. Trả lời luật sư về việc chỉ đạo sửa số liệu kết quả thanh tra, bị cáo Nguyễn Văn Hưng cho rằng bản thân chỉ phụ trách ký quyết định thành lập và chỉ đạo thanh tra.
bị cáo Hưng không thừa nhận mọi cáo buộc về việc chỉ đạo bị cáo Nhàn sửa đổi số liệu trong báo cáo thanh tra. Ngoài ra, bị cáo Hưng cũng phủ nhận mọi liên quan đến việc làm sai lệch kết quả thanh tra hay bỏ qua các sai phạm của SCB. Luật sư cho biết bị cáo Nguyễn Văn Hưng từng nói bản thân rất suy nghĩ khi các thành viên đoàn thanh tra trước nay chưa từng vi phạm, nhưng vì ký quyết định của bị cáo mà dẫn đến ngày hôm nay, bị cáo có suy nghĩ gì về việc này? Bị cáo Hưng cũng không trả lời câu hỏi này. Liên quan đến lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Hưng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn khẳng định việc chỉnh sửa số liệu do Hưng chỉ đạo. Theo đó, báo cáo kết quả thanh tra đợt 1 đã được trình lên cho Hưng để sử dụng trong việc trình nội dung chuẩn bị cho các cuộc họp sắp tới. Sau đó, Hưng đã chỉ đạo sửa số liệu. Tiếp tục, bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai, nếu bị cáo Hưng không thừa nhận chỉ đạo sửa kết quả thanh tra, bị cáo có thể chứng minh việc đó. Bị cáo Nhàn khẳng định, bản báo cáo ngày 11 tháng 1 năm 2018 cùng với các tài liệu liên quan đã đề xuất việc thành lập một bộ phận độc lập để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thanh tra. Tuy nhiên, bị cáo Hưng đã không chấp nhận đề xuất này và giữ nguyên nội dung tài liệu, đồng thời chỉ đạo sửa đổi các số liệu liên quan đến chỉ số an toàn của SCB dẫn đến việc làm sai lệch kết quả thanh tra. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hưng là người ra quyết định thanh tra, có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát nội dung hoạt động thanh tra của đoàn thanh tra tại SCB. Hưng cũng là người tiếp nhận báo cáo từ đoàn thanh tra và báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước để báo cáo lên Chính phủ về kết quả thanh tra. Bị cáo Hưng vì động cơ cá nhân đã chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thị Phụng, Phó trưởng đoàn và tổ tổng hợp Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh xây dựng dự thảo, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Nội dung thể hiện không trung thực, không đầy đủ về tình hình, thực trạng tài chính yếu kém của Ngân hàng SCB, che giấu, không báo cáo về vi phạm, sai phạm của SCB tại các dự án, phương án theo kế hoạch tái cơ cấu, theo các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Hưng đã nhiều lần nhận tổng số tiền 390.000 đô la Mỹ từ Ngân hàng SCB thông qua Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn. Sau khi xảy ra vụ án, Hưng chủ động khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày làm việc thứ 9 phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Trong buổi làm việc này, hội đồng xét xử làm rõ một số vấn đề liên quan đến lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan về tài sản dùng để khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, so với con số thiệt hại mới mà đại diện Ngân hàng SCB đưa ra trong phiên xét xử ngày 14 tháng 3 là hơn 764.000 tỷ đồng. Cùng với con số được xác định trong cáo trạng là 498.000 tỷ đồng, thì liệu rằng khi bà Lan đã bán hết cả khối tài sản tích lũy cả đời có đủ để nộp lại để khắc phục hậu quả? Với hàng trăm nghìn tỷ đồng của Ngân hàng SCB bị chiếm đoạt như vậy, thì câu hỏi được đặt ra ngay lúc này là liệu người dân có lấy lại được số tiền mình đã gửi sau khi Ngân hàng SCB bị bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền khổng lồ trên hay không? Cáo trạng thể hiện, bị cáo Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ gì ở Ngân hàng SCB, nhưng với số cổ phần nắm giữ lên tới hơn 90%, bà giữ quyền chi phối mọi hoạt động tại ngân hàng này. Từ việc tuyển chọn người vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SCB, trả lương từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng và tặng tiền cổ phiếu SCB để thu phục. Những cựu lãnh đạo SCB như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp bị cáo Lan rút ruột của SCB hơn 1 triệu tỷ đồng trong 10 năm. Trong đó, bị cáo Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB số tiền đặc biệt lớn lên tới hơn 304.000 tỷ đồng. Đây là tiền người dân, khách hàng gửi. Hiện ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh lãi hơn 192.372 tỷ đồng. Như vậy, bị cáo Lan đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 498.000 tỷ đồng, theo cáo trạng. Trương Khánh Hoàng bị cáo buộc giúp bị cáo Lan rút hàng trăm nghìn tỷ đồng trái luật khỏi SCB, bị truy tố về tội tham ô tài sản với vai trò là đồng phạm. Bị cáo Hoàng làm việc tại SCB trong gần 3 năm với các chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối tái thẩm định, Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách quản lý khối doanh nghiệp và quyền Tổng Giám đốc SCB từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Những đồng tiền một đi không trở lại. Theo các bị cáo, hoạt động giải quỹ là làm các thủ tục để chuyển tiền ra khỏi tài khoản thụ hưởng mà trước đó SCB đã giải ngân theo phương án vay vốn. Sau khi tiền giải quỹ ra, thông qua các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần có quay lại hay không và sau đó đi đâu thì các bị cáo không rõ. Bị cáo Nguyễn Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, có lời khai tại cơ quan điều tra về mục đích của các lần giải quỹ, là mục đích giải quỹ tùy thuộc vào mỗi người trong Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, theo tôi là về dòng tiền cần sử dụng trong Vạn Thịnh Phát hàng ngày rất lớn, hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng.
Tại tòa, khi luật sư công bố lời khai này, bị cáo Phương Anh xác nhận lời khai này là đúng. Cáo trạng xác định, để hợp thức, việc rút tiền đã được SCB giải ngân theo phương án khống, cắt đứt che giấu dòng tiền, tránh sự phát hiện xử lý của cơ quan chức năng. Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thân tín lập phương án thực hiện việc giải quỹ bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để có thể sử dụng tiền mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý, đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, phối hợp với Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung và nhân viên SCB cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần, đến ngân hàng ký chứng từ rút nộp tiền. Cho tiền tỷ nhưng không nhớ cho ai và cho bao nhiêu. Theo cáo trạng, bị cáo Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, được bị cáo Trương Mỹ Lan cho 20 tỷ đồng vào năm 2020, đến năm 2021 thưởng Tết thêm 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Lan nói không nhớ là cho 20 tỷ hay 40 tỷ. Bị cáo Dũng thì khai khi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB nhận thù lao 180 triệu đồng một tháng. Thời điểm nhận chức vụ từ tháng 12 năm 2020, bị cáo không nhận được kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước ban hành vào tháng 11 năm 2020, nêu rất nhiều sai phạm của SCB. Nếu bị cáo biết thì sẽ không nhận chức vụ này. Bị cáo Dũng cũng không phải là trường hợp duy nhất được bị cáo Trương Mỹ Lan cho tiền mà không nhớ. Tại tòa, khi được luật sư hỏi, có cho cựu quyền tổng giám đốc SCB Trương Khánh Hoàng 10 triệu cổ phần, tương đương 100 tỷ đồng không, thì bị cáo Lan nói không nhớ hết đã từng cho ai, cho bao nhiêu, vì bị cáo chỉ biết cho chung những ai làm ở SCB, còn phân chia ra sao thì là chuyện của SCB. Số tiền đã cho rất nhỏ với tôi, bị cáo Lan nói. Bị cáo Lan xin hội đồng xét xử được giải thích thêm rằng trước khi niêm yết cổ phiếu SCB lên sàn chứng khoán, bà có cho toàn thể nhân viên cổ phần của mình, bao gồm cả bảo vệ, nhân viên an ninh, nhân viên vệ sinh. Bị cáo Trương Khánh Hoàng cho biết, đối với 10 triệu cổ phần được bà Lan cho khi đã nghỉ việc, Hoàng đã bán bớt, còn lại 9,82 triệu cổ phần xin tự nguyện nộp lại, cùng với tiền mua thêm 300.000 cổ phiếu để khắc phục thiệt hại. Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 3, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thẩm vấn, làm rõ các vấn đề dân sự trong vụ án Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 đồng phạm. Theo đó, khi Hội đồng xét xử xác định một số tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình đối với căn biệt thự cổ tại địa chỉ số 112 Võ Văn Tần, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày trước đây mua với giá 700 tỷ đồng, hiện căn biệt thự cổ này đang bị kê biên. Tuy nhiên, bà Lan đề nghị không kê biên căn biệt thự cổ này. Xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản này vì thứ nhất, đây là biệt thự cổ, cần trùng tu để bảo tồn di tích. Thứ hai là con gái của bị cáo đang thực hiện quá trình tu sửa nhưng năm nay vẫn chưa xong, hiện còn đang dang dở. Kính xin hội đồng xét xử xem xét để gia đình bị cáo giữ lại căn biệt thự này, bị cáo Lan nói. Liên quan đến căn biệt thự này, năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua công ty cổ phần Miner đã mua căn biệt thự này với giá trên 700 tỷ đồng và tiến hành trùng tu vào năm 2019. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam thì công trình trên đã tạm ngừng thi công. Căn biệt thự cổ số 112 Võ Văn Tần trước đây có tên là biệt thự Phương Nam do hai cụ Đặng Kim Chi sinh năm 1938 và Nguyễn Kim Sa Đăng sinh năm 1934 làm chủ sở hữu. Cụ Kim Sa Đăng đang quốc tịch Mỹ, còn cụ Đặng Kim Chi sống tại căn biệt thự này. Căn biệt thự được xây dựng trên khu đất 2.819m2 theo kiến trúc pháp cổ là nhà cấp 2, 3 gồm 2 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000m2. Khi thị trường bất động sản sôi động, căn biệt thự này đã được giao bán với giá 47 triệu đô la. Ngay sau khi mua lại căn biệt thự này, bà Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp phép xây dựng cho công ty Stonewist Limited của Singapore làm nhà thầu của công trình. Do căn biệt thự cổ nằm trong danh sách được bảo tồn nên chủ công trình chỉ được trùng tu, sửa chữa nguyên trạng mà không được xây mới. Dự kiến tòa nhà sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay, tuy nhiên khi gần hoàn thành thì dự án lại phải ngừng thi công. Đối với tòa nhà Capital Palace ở Hà Nội, bị cáo Trương Mỹ Lan từng nói có thể bán 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chủ tọa Phạm Lương Toản thông tin tại tòa rằng con gái Chu Diệp Phấn của bị cáo Lan có văn bản gửi tòa, trình bày đang có người trả 360 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, tòa nhà này đang thế chấp vay của 4 ngân hàng nước ngoài 230 triệu đô la Mỹ. Do đó, sau khi bán xong, trả nợ cho 4 ngân hàng, số tiền còn lại sẽ dùng để khắc phục hậu quả trong vụ án. Cho nên, bị cáo nói bán tòa nhà này 1 tỷ đô la Mỹ là không đúng.
Trước thông tin của chủ tọa, bị cáo Lan trình bày đã có người trả tòa nhà này 400 đến 500 triệu đô la Mỹ. Chủ tọa cắt ngang bị cáo Trương Mỹ Lan và nói rằng ai trả số tiền này. Bị cáo đưa thông tin đây, hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện cho bị cáo, chứ không phải bị cáo cứ nói là xong. Ngoài ra tại tòa, người liên quan là đại diện ủy quyền cho công ty Gia Tuệ Lâm Đồng trình bày trước đây có giao kết chuyển nhượng hai dự án ở Hồ Tuyền Lâm cho một công ty của Vạn Thịnh Phát với giá 960 tỷ đồng. Thời điểm đó, phía công ty của Vạn Thịnh Phát mới trả 672 tỷ đồng. Nay, công ty Gia Tuệ đề nghị hủy hợp đồng và hoàn trả lại 672 tỷ đồng cho phía bà Lan, tương đương với 6 bất động sản đã được kê biên. Với yêu cầu của công ty Gia Tuệ, bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý. Đối với khách sạn Dai U Hà Nội, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày công ty cổ phần Bông Sen của gia đình bị cáo có 73% cổ phần. Con của bị cáo Lan cũng đề nghị bán khách sạn này, sau đó dùng tiền có được để khắc phục hậu quả của vụ án. Tương tự với một công ty bảo hiểm của bà Lan, cũng được con gái bà gửi văn bản tới tòa cho rằng có đối tác mua lại cổ phần của bà Lan với giá 40 triệu đô la Mỹ, tương đương 920 tỷ đồng. Sau khi bán, số tiền này sẽ được dùng để khắc phục hậu quả. Đối với tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine, bị cáo Trương Mỹ Lan đầu tư 315 tỷ đồng. Trong văn bản gửi tòa, con gái bà Lan cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho một đối tác khác với giá 315 tỷ đồng để thu hồi và khắc phục vụ án. Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm về hành vi gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn khoảng 498.000 tỷ đồng theo cáo trạng. Tại phiên tòa được xét xử từ ngày 5 tháng 3 và dự kiến kết thúc vào ngày 29 tháng 4, cuối giờ trưa ngày 15 tháng 3, phiên tòa kết thúc phần thẩm vấn. Hội đồng xét xử thông báo phiên tòa tạm nghỉ. Đến sáng 19 tháng 3, Viện Kiểm sát sẽ phát biểu quan điểm và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Thưa quý vị, trước thông tin bị cáo Trương Mỹ Lan nói con gái bà đang giao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ đô la để khắc phục hậu quả vụ án, cộng đồng mạng đồng loạt nhắc đến tòa Capital Palace ở Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Trả lời tại phiên tòa ngày 12 tháng 3, bị cáo Trương Mỹ Lan nói rằng vì uy tín, vì danh dự của gia tộc, bà sẵn sàng dùng tiền tích góp để giải quyết hậu quả ở SCB. Bà Lan cũng nói ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước xử lý số cổ phần của mình ở SCB để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, bà Lan cũng đề nghị các tài sản của bà phải được định giá đúng thị trường. Bị cáo Lan cho biết hiện đã ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn đi giải quyết những công việc khi bà đang bị tạm giam. Theo bị cáo Lan, con gái bà đã đàm phán để bán tòa nhà ở Hà Nội khắc phục hậu quả nhưng đối tác đang trả giá 300 triệu đô la Mỹ trong khi tòa nhà này được định giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trước những thông tin này, giới bất động sản, nhà đầu tư và cả cộng đồng mạng xôn xao, đồng thời truy tìm và xác định xem tòa nhà 1 tỷ đô la Mỹ thuộc Vạn Thịnh Phát như lời bà Lan nói là tòa nhà nào. Cho đến nay, dù chưa có thông tin chính thức xác nhận từ phía bà Lan và con gái, nhưng giới bất động sản và cộng đồng đầu tư đang chia sẻ nhau hình ảnh tòa nhà bà Trương Mỹ Lan muốn bán. Giá 1 tỷ đô la là tòa Capital Palace, một dự án nằm ở vị trí đất vàng của thủ đô. Ngay sau đó, lãnh đạo một doanh nghiệp trong ngành bất động sản cũng xác nhận tòa nhà Capital Palace đang được con gái bà Trương Mỹ Lan giao bán. Vì theo ông này, tòa nhà 1 tỷ đô la Mỹ ở Hà Nội chỉ đếm trên đầu ngón tay và phần lớn trong số đó thuộc các tập đoàn nước ngoài, số nhỏ thuộc sở hữu trong nước, chỉ 1 đến 2 tòa và nói đến là ai cũng biết. Tòa nhà văn phòng Capital Palace tọa lạc tại khu vực giao cắt giữa các tuyến đường Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình. Dự án có quy mô 2 tòa tháp cao 37 tầng, chung khối đế và 3 tầng hầm, tổng diện tích cho thuê là 93.550m2 và tổng diện tích cho thuê thương mại là 5.279m2. Theo tìm hiểu, tòa nhà này trước đây là một phần của dự án Vinhomes Metropole. Đến ngày 11 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Metropole cho công ty cổ phần Twin Peaks nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn Capitaland. Phần được chuyển nhượng chính là tòa nhà văn phòng Capital Palace. Đầu năm 2022, Capitaland thông báo thoái vốn khỏi tòa nhà này và chuyển nhượng tòa nhà văn phòng này cho một bên thứ ba với giá trị 751 triệu đô la Singapore, tương đương 550 triệu đô la Mỹ, khoảng 12.500 tỷ đồng. Chủ mới của tòa nhà văn phòng tọa lạc tại trung tâm quận Ba Đình, Hà Nội được giới thiệu là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vivaland. Vivaland từng được giới bất động sản nhắc đến là doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với Vạn Thịnh Phát. Trên trang web chính thức của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước đó cũng xuất hiện thông tin Vivaland là đối tác. Website của Vạn Thịnh Phát giới thiệu Vivaland là công ty quản lý và phát triển bất động sản, được thành lập vào năm 2020 bởi đội ngũ các chuyên gia bất động sản quốc tế giàu kinh nghiệm.
Vivaland hướng đến mục tiêu tạo nên những không gian đẳng cấp, xanh và bền vững nhất cho các thế hệ và cộng đồng cùng phát triển thịnh vượng. Được biết, Vivaland tiền thân là công ty cổ phần Seekers Power. Lãnh đạo Vivaland đều là những nhân sự có thâm niên trong lĩnh vực địa ốc và từng là nhân sự cũ của Capitaland Việt Nam. Trước đó, trên website của Vivaland giới thiệu công ty có trụ sở tại số 39 đường Robinson, Singapore và có hai văn phòng tại số 11A2 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại tầng 32 tòa nhà Capital Palace Building, số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Trên trang chủ, Vivaland trước đây cũng giới thiệu là quản lý của 5 dự án địa ốc, ngoài dự án Robinson Point nằm ở Singapore. 4 dự án còn lại gồm dự án nâng cấp tài sản GP, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư là tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vivaland cũng phát triển và quản lý dự án IFC One Sài Gòn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, phát triển và quản lý dự án Sài Gòn Peninsula, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, quản lý dự án Waterfront Sài Gòn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư Mix Group. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 3, các luật sư tiếp tục thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức liên quan khác, gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỷ đồng. Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết tôn trọng lời khai của các bị cáo khác, cáo trạng, kết luận điều tra và mong muốn được khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, trong lời khai của mình, bà Lan cho biết con bà là Chu Duyệt Phấn đang giao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ đô la Mỹ để khắc phục hậu quả. Chồng bà là Chu Lập Cơ cũng cùng chung mong muốn này. Trả lời câu hỏi của luật sư Giang Hồng Thanh về việc ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn và hai người cháu đi thu hồi nợ, thì con gái có gặp áp lực gì không? Bà Trương Mỹ Lan trả lời, nếu không có sự hỗ trợ của hội đồng xét xử và cơ quan chức năng thì chắc chắn con gái bà sẽ gặp nhiều áp lực. Theo bà Lan, con gái bà bị mắc bệnh bại liệt, tới tận năm 15 tuổi mới có thể đi lại bình thường. Thời gian gần đây, sức khỏe của Chu Duyệt Phấn có dấu hiệu không tốt, bà định đưa ra nước ngoài để kiểm tra, nhưng chưa kịp thực hiện thì vợ chồng bà bị bắt giữ. Bà Lan lo lắng, nếu con gái mình quá áp lực, bệnh tình sẽ tái phát. Trước lo lắng này của bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết, tòa đã có thông báo, hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng sẽ giúp bị cáo thu hồi nợ để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bà Lan cũng cho biết Chu Duyệt Phấn cũng đang giao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng chồng là ông Chu Lập Cơ cũng có đơn nhờ hội đồng xét xử hỗ trợ thu hồi các khoản nợ mà các cá nhân và tổ chức đang thiếu của vợ chồng bà để khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, trong phiên tòa sáng ngày 12 tháng 3, bà Lan bày tỏ mong muốn đem cổ phần của bản thân, các con và bạn bè ủy quyền không hủy ngang cho Ngân hàng Nhà nước để Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành. Tại phiên tòa chiều cùng ngày, luật sư hỏi bà Lan có mong muốn được tạo điều kiện như thế nào để thực hiện việc chuyển cổ phần cho Ngân hàng Nhà nước, thì bị cáo cho biết có 8 cổ đông là công ty nước ngoài, hiện tình cảnh của bà không thể tác động được nên mong tòa hỗ trợ bà. Theo cáo trạng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự để xác minh, làm rõ vụ án. Trong đó, Bộ Công an đề nghị Tổng trưởng lý quần đảo British Virgin thuộc Vương quốc Anh, Tổng trưởng lý quần đảo Cayman thuộc Vương quốc Anh và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa phối hợp xác minh 8 công ty nước ngoài với các nội dung thông tin về pháp nhân, người đại diện pháp luật, quan hệ với Trương Mỹ Lan và các cá nhân khác tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Việt Vĩnh Phú. Xác định việc mua, sở hữu cổ phần tại SCB, Công ty Việt Vĩnh Phú và các nội dung có liên quan đến SCB. Song đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chưa nhận được kết quả trả lời. Cũng trong chiều ngày 12 tháng 3, Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về căn cứ và bằng chứng nào để chứng minh việc bị cáo cho SCB mượn tài sản. Bởi lẽ, các bị cáo làm việc ở SCB tại tòa đã không xác nhận việc mượn tài sản từ bị cáo Lan. Trả lời câu hỏi này, bị cáo Lan loanh quanh không đi vào trọng tâm. Hội đồng xét xử nhắc nhở bị cáo và cho biết cơ quan sẽ đánh giá dựa trên các hợp đồng hồ sơ. Lúc bị cáo bị bắt có 3 tòa nhà, bị cáo Lan nói và cho rằng 3 tòa nhà này đã cho SCB mượn. Về phần ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan, trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo Cơ khai sở hữu 99% cổ phần tại Times Square, đồng thời đã ký cho phép vợ mình là bà Trương Mỹ Lan mang tài sản của Times Square đi thế chấp nhằm giúp ngân hàng SCB tái cơ cấu.
Theo cáo trạng, bị cáo Chu Lập Cơ là chồng của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc. Bị cáo này là người sáng lập, có 99,26% cổ phần của công ty cổ phần Times Square Việt Nam. Ông Cơ và vợ cùng nhau tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án tòa nhà Times Square với chức năng là khu liên hợp, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất từ 22 đến 36 Nguyễn Huệ và từ 57 đến 69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009 đến năm 2012, ông Cơ thống nhất với vợ sử dụng tài sản gồm quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án tòa nhà Times Square do công ty cổ phần Times Square sở hữu để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định. Từ đó có tiền để đầu tư vào dự án và sử dụng vào mục đích riêng của bà Lan. Sau đó, ông Cơ với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị đã ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chấp thuận việc thế chấp, bảo lãnh cho các khoản vay do bà Lan chỉ đạo tại SCB. Đến năm 2017, do các khoản nợ đến hạn, ông Cơ tiếp tục ký biên bản họp hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 8 của công ty cổ phần Times Square để đảm bảo đối với dư nợ hơn 35.000 tỷ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB. Ông Chu Lập Cơ khai ký những thủ tục bảo lãnh khoản vay là theo chỉ đạo của bà Lan, không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, chỉ ký khống các thủ tục. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo được định giá bởi bên thứ ba và được SCB chấp nhận, thiệt hại liên đới còn lại là hơn 9.100 tỷ đồng. Tại tòa, trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Chu Lập Cơ nói mình là chủ sở hữu của công ty Times Square. Khi luật sư hỏi ông Cơ tại sao lại ký một số văn bản để thế chấp tòa nhà Times Square tại ngân hàng SCB dù không phục vụ cho mục đích cá nhân, cũng không phục vụ cho công ty. Trả lời câu hỏi này, bị cáo Chu Lập Cơ nói mình ký văn bản đều trên cơ sở đề nghị và sự thuyết phục của vợ mình là bà Trương Mỹ Lan để sử dụng tái cấu trúc lại ngân hàng, cứu ngân hàng SCB trước sự sụp đổ. Ông Chu Lập Cơ nói, mình ký nhiều văn bản bằng tiếng Việt, mặc dù không hiểu được ngôn ngữ này. Lý giải về việc làm này, chồng bà Trương Mỹ Lan nói, mình tin tưởng vào hệ thống, vào thư ký, nên đã ký các văn bản trên để vay tiền tại ngân hàng SCB. Bên cạnh đó, người đàn ông này nói mình không bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan về việc sử dụng các nguồn tiền vay tại ngân hàng SCB. Bị cáo Cơ nói, mình làm các hành vi như cáo trạng quy kết chỉ với mục đích cứu ngân hàng, giúp tổ chức tín dụng này tái cơ cấu thành công. Khi được luật sư hỏi nhận thức về hậu quả trong vụ án, bị cáo Chu Lập Cơ nói do không hiểu biết pháp luật Việt Nam nên ông không cố tình phạm tội và không lường trước được hậu quả. Ông cho biết, tôi không hình dung được hậu quả, tôi không nghĩ hôm nay mình lại trở thành bị cáo đứng ở đây. Giờ đây, tôi mong dùng các tài sản của mình để khắc phục hậu quả trong vụ án, bị cáo Chu Lập Cơ trình bày. Trong phiên chiều 12 tháng 3, các luật sư cũng xét hỏi các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng nhà nước. Những bị cáo này bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình thanh tra, giám sát ngân hàng SCB để xảy ra sai phạm, gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, nguyên phó chánh thanh tra ngân hàng nhà nước thừa nhận, trong suốt quá trình thanh tra, chỉ đạo bị cáo Đỗ Thị Nhàn và không chỉ đạo xuống các tổ trưởng trong đoàn thanh tra. Quá trình thanh tra, bà Nhàn có tờ trình báo cáo tình trạng của SCB, lý do chưa ký tờ trình gửi thống đốc chuyển SCB nhóm 1, đáng lẽ phải chuyển nhóm từ 3 đến 5 do bị cáo cho rằng chưa được làm rõ. Tiếp đó, bị cáo Hưng nói, mình phạm tội do một phần sắp về hưu nên có sự chểnh mảng, chưa làm hết trách nhiệm của mình trong quá trình thanh tra ngân hàng SCB và để xảy ra hậu quả. Về phần mình, bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai rằng toàn bộ hoạt động thanh tra theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng. Hồ sơ vụ án thể hiện, bà Nhàn có dịp đi gặp bà Trương Mỹ Lan để thuyết phục bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát bán một số tài sản nhằm trả nợ cho ngân hàng. Liên quan đến nội dung này, bị cáo Nhàn khai ông Hưng không chỉ đạo. Khi được hỏi về việc bị cáo Hưng chỉ đạo bằng miệng hay bằng văn bản, bà Nhàn khẳng định cả hai, bị cáo Hưng cũng thừa nhận điều này trong quá trình điều tra, xét hỏi. Tất cả các bị cáo trong vụ án đã được xét hỏi trong 6 ngày qua đều thừa nhận tội trạng, thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội. Qua những bằng chứng và lý lẽ đánh thép, các bị cáo trong phiên tòa đã phải cúi đầu. Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan cũng bày tỏ nguyện vọng xin được khắc phục hậu quả của vụ án. Phiên tòa sẽ có những diễn biến nào tiếp theo? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Danh tính cán bộ thanh tra duy nhất không nhận quà của bà Trương Mỹ Lan. Trong vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra kết luận toàn bộ các thành viên của đoàn thanh tra thuộc ngân hàng nhà nước
khi tiến hành thanh tra các hoạt động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, đều nhận quà và tiền hối lộ của bà Trương Mỹ Lan để bao che, bưng bít cho những sai phạm tại SCB, làm sai lệch hồ sơ để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, từ đó giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột hàng nghìn tỷ đồng của ngân hàng này. Tuy nhiên trong vụ án, có một nhân vật đặc biệt là ông Nguyễn Văn Du, cựu quyền tránh thanh tra, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, cũng là người duy nhất thuộc đoàn thanh tra không nhận tiền hay quà từ SCB. Tuy nhiên, ông Du vẫn bị truy tố vì đã gián tiếp giúp sức cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại cho SCB 514.102 tỷ đồng. Cáo trạng của vụ án chỉ rõ, bị cáo Nguyễn Văn Du, cựu quyền tránh thanh tra, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, không nhận quà từ lãnh đạo SCB. Trong vụ án, bị cáo Du bị cáo buộc, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tại tòa, bị cáo Du đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình được nêu trong cáo trạng. Trong phiên xét xử ngày 8 tháng 3, khi được hội đồng xét xử thẩm vấn, bị cáo Du khai, thời điểm đó bản thân có thể ủy quyền cho cấp phó ký kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, cùng lúc đó là cuối năm 2018, có một vụ xét xử ngân hàng xây dựng liên quan đến một số sai phạm của tổ giám sát tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, tinh thần của bị cáo Du bị ảnh hưởng, nhưng xét thấy bản thân là người đứng đầu, không thể đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, nên đã ký kết luận thanh tra và dẫn đến sai phạm nghiêm trọng. Tại tòa, hội đồng xét xử nhận định bị cáo Du không làm động tác của người có trách nhiệm với văn bản mình ký kết, đã dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng không đủ thông tin để có những biện pháp xử lý phù hợp với Ngân hàng SCB. Lẽ ra thời điểm đó, phải chuyển ngay vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc đặt SCB vào diện kiểm soát đặc biệt thì sẽ được kiểm soát một cách tốt hơn, đầy đủ hơn, thậm chí ngăn chặn được sai phạm. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Du xin phép hội đồng xét xử cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo của đoàn thanh tra vì có nhiều cống hiến trong công tác. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Du từng tiếp nhận nhiệm vụ tại cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thay ông Nguyễn Văn Hưng từ tháng 10 năm 2018 đến ngày 4 tháng 12 năm 2018. Bị cáo Du ký kết luận thanh tra số 3959 của Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước 1 ngày 4 tháng 12 năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ của người ra quyết định thanh tra, nhưng nội dung kết luận thể hiện không đầy đủ, không trung thực về tình hình, thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB và các sai phạm của Ngân hàng SCB thông qua kết quả thanh tra. Không kiến nghị thu hồi, dừng giải ngân đối với các dự án, phương án sai phạm và tiếp tục cho tái cơ cấu, không chuyển cơ quan điều tra làm rõ sai phạm, nguồn tiền tất toán đối với 71 khách hàng tại địa chỉ kinh doanh số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, dẫn đến nội dung kết luận và kiến nghị sai lệch so với kết quả thanh tra để Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội xảy ra tại Ngân hàng SCB với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước khi ký kết luận thanh tra, Nguyễn Văn Du đã không tổ chức họp đoàn thanh tra và không so sánh, đối chiếu, kiểm tra, rà soát với kết quả thanh tra trước đó tại báo cáo của đoàn, của tổ và thành viên đoàn thanh tra. Bị cáo Nguyễn Văn Du tiếp nhận và ký kết luận thanh tra khi toàn bộ hoạt động thanh tra và báo cáo của các cấp lãnh đạo về kết quả thanh tra đã kết thúc trước khi Nguyễn Văn Du tiếp nhận nhiệm vụ. Hành vi không kiểm tra chặt chẽ trước khi ban hành kết luận thanh tra của Nguyễn Văn Du đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho SCB 514.102 tỷ đồng. Loạt cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước đã bao che, bưng bít cho bà Trương Mỹ Lan như thế nào? Ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong số hơn 80 người bị đưa ra tòa, có nhiều bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị xét xử về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ để bao che, bưng bít sai phạm của SCB, bà Đỗ Thị Nhàn bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Các cựu cán bộ thanh tra ngân hàng nhà nước khác bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ,
quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, gồm các bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước; Nguyễn Thị Phụng, cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2; Bùi Tuấn Khoa, cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2; Vương Đỗ Anh Tuấn, cựu trưởng phòng thanh tra thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng 2; Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước; Vũ Khánh Linh, cựu phó trưởng phòng thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước; Nguyễn Văn Dũng, cựu phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Loan, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; Võ Văn Thuần, cựu phó chánh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; Phan Tấn Trung, cựu phó chánh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Tín, cựu phó trưởng phòng thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, cục thanh tra giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Du, cựu quyền chánh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, do ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước đã nghỉ hưu theo chế độ, ông Du tiếp nhận nhiệm vụ chánh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kết luận thanh tra 3959. Nội dung kết luận thanh tra đã được ông Hưng, bà Nhàn và các thành viên trong đoàn báo cáo các cấp lãnh đạo về kết quả thanh tra đã kết thúc trước khi ông Du tiếp nhận nhiệm vụ. Song, trước khi kết luận thanh tra, ông Du đã không tổ chức họp đoàn thanh tra và không so sánh, đối chiếu, kiểm tra, rà soát với kết quả thanh tra trước đó tại báo cáo của đoàn, của tổ và thành viên đoàn thanh tra, dẫn đến việc ban hành kết luận thanh tra không trung thực, không khách quan, làm lợi cho ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại hơn 514.102 tỷ đồng. Theo cáo trạng, quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB năm 2017-2018, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, phó trưởng đoàn và các thành viên tổ tổng hợp, thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu. Các bị cáo biết rõ sai phạm, vi phạm tại những khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của SCB thông qua kết quả thanh tra. Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền, lợi ích vật chất từ SCB, ông Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo bà Nhàn để chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu, bưng bít dự thảo, kết luận thanh tra và các báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ nhằm mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc này đã tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu. Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm thực hiện rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.